Bài viết nằm trong chuỗi bài viết về những chất gây nghiện, những thú phê pha của con người. Những chất này có thể làm chúng ta vui lên trong giây lát, cũng có thể giúp chúng ta du hành xuyên không gian, như đi lên cung trăng tâm sự với chị Thỏ Ngọc. Các bài viết được thực hiện dưới góc độ cá nhân và không thể hoàn toàn đảm bảo tính chính xác cấm của app. Thuốc phiện được chiết xuất từ nhựa cây lấy từ quả hay thân của cây anh túc. Anh túc là cây thân mềm, vòng đời khoảng 2 năm. Toàn thân màu phớt lục, lá hình bầu dục dài, mọc ôm thân, nở hoa vào mùa hè, mọc riêng lẻ ở ngọn. Hoa cây anh túc nở hướng lên trên, có các màu đỏ, tím và trắng. Hoa chống rụng, quả hình cầu, trong có nhiều hạt nhỏ. Về cơ bản, cây anh túc và cây cần sa tương đối phổ biến được trồng trên khắp thế giới. Ở Việt Nam, các loại cây này chưa được phép trồng và tiêu thụ. Với số lượng ít thì lần đầu sẽ bị xử phạt hành chính, lần sau sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Lưu ý, đây là trồng và tự sử dụng, còn mua bán và tàng trữ thì bị truy tố ngay từ lần đầu tiên. Đây là bài báo về một thanh niên trồng gần 3.000 cây hỗn hợp cần sa, anh túc và đã bị truy tố hình sự. Vỏ quả cây anh túc từng được sử dụng phổ biến trong đông y, có tính bình, vị chua chát, độc, chứa morphine, codeine, narcotin, papaverine, dùng như thuốc giảm đau, giảm ho, tiêu chảy. Vỏ của cây anh túc có thể được coi như là paracetamol của thời xưa và được dùng rất phổ biến. Người xưa phơi khô, thái nhỏ vỏ anh túc rồi trộn với mật ong thành bột, khi dùng sẽ hòa với nước đun uống. Từ anh túc thành thuốc phiện là một hành trình dài. Để lấy thuốc phiện, quả anh túc sẽ được rạch ngang để lấy nhựa. Nhựa khô được chế biến thành thuốc phiện hoặc được tinh chế để thành các loại ma túy liều lượng cao như heroin, meth. Lịch sử thuốc phiện và những đế chế ma túy đầu tiên. Hình ảnh của mầm hoa cây thuốc phiện hay anh túc từ xưa đã được chêm vào các hình tượng tôn thờ. Trong phòng triển lãm hình tượng từ nước Assyria tại Viện Bảo tàng thành phố New York, trên hình điêu khắc nổi từ cung điện của Ashurnasirpal đệ nhị ở Nimrud, có một vị thần có cánh tay ôm một bó hoa thuốc phiện thân dài. Nhiều nền văn minh cổ đại có cây anh túc với tên gọi có ý nghĩa như cây của niềm vui, hoa mặt trời. Cây anh túc cũng xuất hiện trong các tác phẩm Odyssey nổi tiếng của Homer. Trước thế kỷ thứ 15, thuốc phiện thường được nhai hoặc uống. Cùng với sự phổ biến của thuốc lá, việc đốt và hút dần trở thành phổ biến. Trong thế kỷ thứ 17-18, thuốc phiện được trộn lẫn với thuốc lá và là một mặt hàng buôn bán phổ biến của Anh và Hà Lan thời kỳ này. Do dễ sản xuất, nguồn cung dồi dào từ các thuộc địa cùng với năng lực và chế biến để tạo ra sản phẩm độc quyền, Anh và Hà Lan dễ dàng biến thuốc phiện thành mặt hàng bình dân bán cho cả thế giới. Không chỉ Trung Quốc với gần 500 triệu dân thời đó chìm đắm trong khói thuốc phiện, mà cả ở Tây Ban Nha, Brazil hay ngay cả London cũng chịu cảnh tương tự. Điều này gây nên cuộc chiến thuốc phiện đầu tiên vào năm 1839 giữa Anh và Mãn Thanh Trung Quốc. Triều đình Mãn Thanh vì bực tức trước cảnh toàn dân mê đắm và mất tiền cho thứ thuốc vô bổ ngoại quốc này nên cấm sử dụng và tiêu hủy số lượng lớn. Thời đó chưa có hàng rào thuế quan hay tổ chức thương mại thế giới nên những chuyện như này mới xảy ra. Cứ gom một thuyền thuốc phiện thường được trồng ở thuộc địa Ấn Độ vào thời kỳ này, trở đến Quảng Châu hoặc Thượng Hải đổi lấy vàng bạc và kim loại thì chẳng mấy chốc mà thành cường quốc. Easy. Buôn bán thuốc phiện đã trở thành một trong những nghề thu lợi lớn nhất và được đánh giá là tội ác kéo dài nhất và mang tính hệ thống quốc tế trong thời hiện đại. Cho đến ngày nay, dù đã có Liên Hiệp Quốc và những thứ na ná như thế, việc buôn bán thuốc phiện và sản xuất vẫn diễn ra tấp nập trên toàn cầu. Nếu như 100 năm trước, rất nhiều người, đơn vị sản xuất, thì bây giờ chỉ một vài đơn vị sản xuất, nguồn cung giảm làm giá sản phẩm tăng. Sản xuất thuốc phiện và các sản phẩm kèm theo biến thành ngành nghề siêu lợi nhuận, rất thích hợp cho các quốc gia tổ chức trong bóng tối hoặc cần miếng chứ không cần tiếng. Trùm ma túy người Colombia Pablo Escobar có câu nói nổi tiếng: "Không có công ty nào ở Colombia lấy nhiều đô la từ Hoa Kỳ hơn chúng tôi", để cho thấy mức độ siêu lợi nhuận của việc này. Escobar được dự đoán có khoảng 30 tỷ đô lúc chết vào năm 1993. GDP Việt Nam lúc đó chưa được một nửa con số đó.
từ thuốc phiện đến heroin. Nếu thuốc lá có nicotine thì thuốc phiện có morphine. Cái tên morphine được lấy tên từ vị thần ru ngủ Hy Lạp Morpheus. Năm 1803, dược sĩ người Đức Friedrich Suttner chiết xuất được chất morphium từ cây anh túc. Nếu nicotine làm bạn tỉnh táo, khô thoáng thì morphine làm bạn mơ màng. Tác dụng nổi bật nhất của morphine là giảm đau bằng cách ức chế vỏ não và thùy thái dương, ngăn chặn các tín hiệu thần kinh đi lên đến não. Tác dụng phụ của morphine là gây nên sự buồn ngủ do một cơ chế của não bộ khi không nhận được các tín hiệu của thần kinh. Người sử dụng morphine có thể giảm bớt cơn đau mà không ảnh hưởng đến chức năng khác của não bộ. Hãy phân biệt với cồn trong bia rượu ở bài trước, làm não bộ chúng ta lú lẫn, tiết loạn xạ hormone, làm ta mơ màng. Cảm giác mơ màng của morphine tương đối khác biệt, có thể coi là nửa mơ nửa tỉnh. Đây có thể coi là một điều khác biệt của morphine và các thứ phức tạp hơn chế từ morphine. Cơ thể, cụ thể là não bộ, sẽ không đòi hỏi vô thức các chất này. Nếu bạn khỏe mạnh, không đau ốm, tâm lý sinh lý bình thường, vui vẻ yêu đời 100 điểm công dân, khả năng cao là bạn sẽ không nghiện morphine, dù có tái sử dụng nhiều lần. Nhưng nếu bạn đau đầu hoặc đau lòng, kinh niên, thì khả năng bạn sẽ thích, thử và lệ thuộc vào nó rất cao. Ôi bạn ơi, sức đề kháng kém là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Để tìm hiểu về morphine, hãy tìm hiểu qua về một người anh em cùng cha khác ông nội với morphine. Vốn là kẻ hủy diệt linh hồn, tổng tư lệnh chất kích thích, chiến thần đê mê, chúa tể tâm thần, tù trưởng đờ đẫn, number one VIP pro hàng cấm quốc gia, huyền thoại phê pha, đức chúa cởi áo mộng, lãnh chúa của các thế hệ dân chơi đời đầu. Vâng, đó là heroin. Tình cờ, heroin được ra đời khi con người nghiên cứu tìm cách chống lại tác dụng không mong muốn của morphine khi dùng trong y tế. Đó là trạng thái mơ màng và buồn ngủ. Trước đó, morphine được dùng như thuốc giảm đau và trị các bệnh đường hô hấp. Tuy nhiên, tình trạng của người bệnh lệ thuộc vào thuốc và sự mất tập trung làm các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu và điều chế các hợp chất mới. Người tạo ra heroin đầu tiên là nhà hóa học Felix Hoffman vào ngày 21 tháng 8 năm 1897. Cũng chính Hoffman là người tạo ra aspirin, cũng là một loại thuốc giảm đau nổi tiếng thế giới khác, chỉ 10 ngày trước đó. Heroin được ông tạo ra ban đầu từ pha chế morphine cũng có mục đích tương tự, đó là giảm đau. Ông đã kiểm tra tính gây nghiện trên chính các nhân viên nhà máy và thấy các tác dụng không mong muốn của morphine đã không còn. Heroin nhanh chóng được xuất xưởng và được chào đón nồng nhiệt. Từ heroin lấy từ heroic, tiếng Đức nghĩa là anh hùng, để chỉ những tác dụng kỳ diệu của thuốc này. Dù với mục đích ban đầu là giảm đau và chữa ho, heroin dần được sử dụng rộng rãi như một thứ thuốc đa năng, đa tác dụng, từ chữa bệnh động kinh đến ung thư dạ dày. Trong 30 năm đầu tiên sau khi xuất hiện, heroin được bán trong các chai nhỏ tại Đức, có thể chứa tổng cộng đến 10 gram, bán công khai cho bất cứ ai có nhu cầu. Hãy làm phép so sánh. Ở thời giá hiện tại thì 10 gram heroin có giá tầm 1.200 đến 2.000 đô và việc tàn trữ mua bán số lượng này sẽ bị đi tù từ 7 tới 15 năm. Luật Việt Nam. Vậy tại sao heroin lại từng có quá khứ huy hoàng đến như vậy? Lý do nằm ở việc ban đầu heroin là thuốc uống và mỗi viên chỉ chứa khoảng 50mg heroin. Việc này giúp giảm đáng kể tác dụng của heroin và ở khía cạnh nào đó mang đến những tác dụng tốt. Chỉ đến khi người Mỹ tìm ra các chiết xuất heroin và thay vì uống, họ tiêm thẳng vào tĩnh mạch bệnh nhân như tiêm morphine và vô tình khám phá ra một trong những loại ma túy tốt nhất thế giới. Đến năm 1931, morphine, heroin và nhiều hợp chất sử dụng trong y tế bị hạn chế và cấm dần. Tuy nhiên, càng cấm thì người càng ham, thuốc càng có giá nên mới có xảy ra tình trạng 10 gram heroin trượt giá từ vài chục mark đến vài ngàn đô như hiện nay. Heroin tác dụng lên hệ thần kinh như thế nào? Về cơ bản, heroin là morphine được pha chế thêm. Chính vì thế, chúng ta có từ tinh khiết như nói về heroin và các loại ma túy tổng hợp sẽ được nói ở bài sau. Và vì được pha chế, heroin tác dụng nhanh và mạnh hơn morphine, không có phản ứng phụ đáng kể như buồn ngủ và đờ đẫn như morphine,
và đặc biệt được pha chế để kích hoạt giải phóng cả dopamine trong não bộ. Chúng ta hay quen với những hình ảnh người nghiện ma túy, lờ đờ và vật. Nhưng trên thực tế, một liều heroin trong chừng mực sẽ giúp người dùng có một khoảng thời gian tất cả đều tốt. Giống như mọi chỉ số của bạn đều được buff, bạn khỏe hơn, suy nghĩ tập trung và lạc quan, nhiều tin tưởng và đầy tình yêu cuộc sống. Không phải ngẫu nhiên mà trong chiến tranh Việt Nam, lính Mỹ lại nghiện heroin chứ không phải các thứ gây nghiện khác. Câu trả lời có thể đơn giản là nó tốt, vào lúc cần phải tốt. Những lúc không cần tốt lắm thì sao cũng được. Vấn đề luôn là lúc nào là cần thiết và bao nhiêu là đủ. Đối với con người thì chẳng bao giờ là đủ cả, nên mỗi năm vẫn vài chục ngàn người chết vì sốc heroin. Cái đáng sợ của heroin nằm ở việc nó làm mọi thứ tốt hơn hẳn hiện thực, làm mọi thứ xa rời hiện thực. Và vì thế, luôn làm người sử dụng nghĩ tới nó. Trích lời một người nghiện. Ngày nay, một số quốc gia trên thế giới vẫn cho phép sử dụng heroin, trong đó có Anh Quốc, trùm buôn thuốc phiện ngày xưa. Ở liều lượng hợp lý, heroin có tác dụng giảm đau và an thần, thích hợp cho các bệnh nhân điều trị các bệnh ác tính kéo dài. Tuy nhiên, chữ hợp lý là một chữ rất khó sử dụng đúng. Chúng ta thường phải trải qua nhiều mất mát hoặc phải đóng nhiều tiền cho y tế để biết thế nào là hợp lý. Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.